Người nuôi tôm tỉnh Cà Mau đang gặp khó khi giá tôm trên thị trường liên tục giảm sâu từ 25 đến 35% trong hơn một tháng qua. Loại 100 con 1 kg, thương lái thu mua giá từ 70 đến 80 nghìn đồng, giảm 30% so với tháng trước. Loại 30 đến 40 con 1 kg, giá giảm 25%, chỉ còn 100 đến 120 nghìn đồng. Trong khi đó, chi phí đầu tư để nuôi tôm, đặc biệt là chi phí nuôi tôm công nghiệp, công nghệ cao lại tăng lên. Với mức giá này, người nuôi tôm cầm chắc lỗ vốn khi thu hoạch.